tại mặt bằng nhà máy nghiền sĩ phốt pho và sĩ lò cao công suất 1 triệu tấn một năm thuộc khu công nghiệp Tăng Lõn, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong quá trình thi công hạng mục silo của nhà máy, vụ tai nạn đã khiến một người tử vong và 5 người bị thương. Tai nạn nghiêm trọng tại khu công nghiệp Tăng Lõn khiến một người tử vong, 5 người bị thương. Theo thông tin từ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Lào Cai, vào lúc 11 giờ 30 trưa 2 tháng 8, tại mặt bằng nhà máy nghiền sĩ phốt Phò và sĩ Lò Cao công suất 1 triệu tấn một năm thuộc khu công nghiệp Tăng Lõn, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong quá trình thi công hạng mục silo của nhà máy, vụ tai nạn đã khiến một người tử vong và 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo cáo sự việc cho công an địa phương cũng như các cơ quan chức năng liên quan. Dự án nhà máy nghiền sĩ phốt pho và sĩ lò cao có công suất 1 triệu tấn một năm do công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Cai làm chủ đầu tư. Dự án này đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng. Khi công ty đang tiến hành thi công, vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ để xử lý hậu quả, đảm bảo an toàn và ổn định tình hình. Lời khai của nghi phạm cướp cổ vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc. Rạng sáng 2 tháng 8, công an thành phố Phú Quốc Kiên Giang đã bắt giữ Trần Thanh Hùng, 16 tuổi, khi đang lẫn trốn tại thành phố Rạch Giá. Hùng là nghi phạm cướp cổ vòi tiền người đi tắm biển ở Phú Quốc trưa ngày 31 tháng 7. Tại cơ quan công an Hùng khai nhận do vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại. Đến thời hạn trả nợ mà bản thân không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 13 giờ ngày 31 tháng 7, Hùng điều khiển xe máy chạy vòng quanh thành phố. Đến khu vực bãi biển thuộc tổ 3, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, Hùng phát hiện một thanh niên đang ngồi mải mê chơi trên điện thoại. Hùng dừng xe, dùng đá tấn công vào đầu Sơn Thanh Dương, 19 tuổi, hai lần và lấy dao khống chế. Nghi phạm yêu cầu nạn nhân đưa 1 triệu đồng, nhưng lúc này Dương chỉ có 130.000 đồng. Số tiền trên, Dương đã đưa cho Hùng. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vài phút, bãi tắm trên không có khách du lịch. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn vào đất liền và bị công an bắt tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Bắt giam người đàn ông ở Quảng Trị giết người vì nghĩ mình bị nói xấu. Ngày 2 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Hai, sinh năm 1999, về tội giết người. Trước đó, ngày 18 tháng 7, sau khi đi làm dãy về, Hồ Văn Hai nằm ở nhà nghỉ thì nghĩ đến việc có nhiều người hay nói xấu mình, trong đó có anh Hồ Văn Cường, sinh năm 1997. Càng nghĩ, Hai càng tức giận nên xuống bếp lấy một cây dựa rồi sang nhà tìm anh Cường với ý định chém chết anh này. Khi đến nơi, hai không gặp anh Cường mà gặp ông Hồ Văn Khang, sinh năm 1953, là bố của Cường, nên hai suy nghĩ sẽ dùng dựa chém chết ông để trả thù. Khi thấy ông Khang đi đến khu vực giữa sân nhà, hai liền đi theo và dùng dựa chém vào vùng cổ và đầu nạn nhân. Bị hai chém, ông Khang kêu cứu, dùng tay để chống đỡ và giật được cây dựa trên tay của hai. Không dừng lại ở đó, hai đã chạy qua ngôi nhà bên kia đường lấy một cái cuốc, một cái thường, cầm theo để quay lại tiếp tục đánh chém. Khi hai công quốc và thuồng đến trước nhà ông Khang thì thấy nhiều người nên đào vứt quốc và thuồng lại. Sau đó, người thân và người dân địa phương đã khống chế đưa hai đến công an xã Lìa để trình báo. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Sạt lở đất tại huyện Bảo Lâm vừa nếp nhà dân khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 8 tại xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, Bảo Lâm. Một lượng lớn đất đá từ ta Luy phía sau nhà anh vừa mì Lía sạt lở đẩy cả các nhà về phía trước khiến một người tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả gia đình anh Lía gồm 5 người đang ngủ, lượng đất đá lớn vùi lấp cả nhà khiến cháu vừa A Minh sinh năm 2021 tử vong tại chỗ. Bốn người trong gia đình may mắn thoát chết, trong đó có hai người bị thương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã báo chính quyền địa phương và phối hợp cùng lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã huy động các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và động viên gia đình. Qua sự việc này, Huyện tiếp tục cảnh báo, khuyến cáo người dân không được chủ quan khi phát hiện những dấu hiệu sạt trượt, phải dường báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương để có phương án xử lý, đồng thời nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Hỏa hoạn tại khu phố Người Hoa ở Philippines, 11 người chết Vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong một tòa nhà dân cư và thương mại 5 tầng trong phố Người Hoa ở thủ đô Manila, Philippines. Theo hãng tin Reuters, giới chức địa phương cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 8 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà thuộc quận Binondo của Manila. Đám cháy đã được dập tắt sau đó khoảng 3 tiếng. Theo hãng tin AFP, các nhân viên từ 14 xe cứu hỏa đã nỗ lực kiểm soát đám cháy và đến trưa, các xe đã chờ sẵn trên đường để đưa thi thể các nạn nhân đi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và chưa rõ liệu có nhiều người mắc kẹt bên trong hay không. Tòa nhà trên cũng là nơi lưu trữ hàng hóa của các tiểu thương vào ban đêm. Tòa nhà có các cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở những tầng trên. Có ít nhất 11 người thiệt mạng. Vợ của chủ tòa nhà nằm trong số những người đã chết. Nanshanti, một quan chức địa phương nói. Công an tìm người tung tin chủ cầu Hội An mất đĩa cổ sau trùng tu. Chiều ngày 1 tháng 8, thành phố Hội An đã đề nghị công an. Các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh người đăng tải thông tin một số đĩa cổ dùng để trang trí trên đỉnh mái chùa cầu đã bị mất trong quá trình trùng tu. Hiện tại những hình ảnh và thông tin đã được gỡ xuống. Dù vậy nhiều người vẫn bất bình vì thông tin xuất hiện trong bối cảnh vấn đề trùng tu chùa cầu đang có nhiều tranh luận. Về thông tin đăng tải trên mạng, đại diện đơn vị trùng tu nói không có chuyện đĩa trên đỉnh mái chùa cầu bị mất. Toàn bộ đĩa mặt tiền diềm mái được đánh số và tận dụng trở lại như cũ hai đầu đỉnh cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất từ lâu. Các đĩa gốc nằm ở bờ trải bị nứt nhẹ và được xử lý rồi cho gắn lại. 80% đĩa cũ đã được tận dụng, tất cả quá trình hạ giải, hiện trạng được chụp ảnh và lưu giữ làm tư liệu. Thông tin nói mất đĩa cổ là không chính xác. Theo một lãnh đạo thành phố Hội An, các đĩa trang trí trên đỉnh mái chùa cầu cũng không phải đĩa cổ mà chỉ là đĩa bình thường dùng họa tiết trang trí. Các đĩa này được gắn từ các đợt trùng tu trước. Do vậy thông tin nói mất đĩa cổ trong quá trình trùng tu là sai lệch. Các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang xả lũ, 14 tỉnh thành ảnh hưởng. Ngày mùng 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công điện lệnh giám đốc công ty thủy điện Sơn La, giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình, giám đốc công ty thủy điện Tuyên Quang yêu cầu mở cửa xả đáy để điều tiết mực nước thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và nghị quyết số 102 ngày 29 tháng 6 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lệnh. Giám đốc công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Sơn La vào hồi 12 giờ ngày 2 tháng 8 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 14 giờ cùng ngày. Giám đốc công ty Thủy Điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ Thủy Điện Hòa Bình vào hồi 18 giờ ngày 2 tháng 8. Giám đốc công ty Thủy Điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy hồ Thủy Điện Tuyên Quang vào hồi 12 giờ ngày 2 tháng 8. Cùng thời điểm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh, thành phố gồm Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày